Nhìn đây hay nhìn bên trên thì nhìn dưới. Nhìn dưới nhá. Nhìn cái cửa này đúng đấy. Đấy là quay luôn đúng không? Đi luôn. Đóng kín đúng không? Đóng kín luôn, đóng kín. Mày đường kia này, đóng kín không? Đường nước ra này. Ra được chuối ạ. Chuối bình thường không? Bình tĩnh quay em. Không phải vội. Đường này là đường ra sửa ấm dầu hộp tố. Đường này là đường ra cái nước. Đây nhá, anh em nhìn này. Nó vẫn có mở một lóc này. Đúng chưa? Nó không đóng hoàn toàn. Không, cái vòng của sắt, của vòng nhựa nó anh em phải đặt ở đây, mình nhìn thấy. Là cái vòng nhựa ở đây. Đây là đóng hoàn toàn đấy. Đóng hết. Đóng hết. Nó cũng sẽ đóng luôn. Còn phải ưu tiên là làm năm sửa máy. Mới đủ là sửa máy. Nhìn thấy luôn. Không đóng. Như này này cho mình biết cơ chế làm việc nó như thế nào. Thế là hiểu không? Đọc giống như mình nói đấy. Ra đây nhìn thế. Lúc này mình phải xem trên máy nó bao nhiêu phần trăm là nó đọc hết. 60% chứ. Mới đổi 60% này. 60%. Đọc số đêm hết ga. 60% vào hiệu bệnh à? 213 độ. À 213 độ ạ. Cái kia là nó nằm ở khoảng 200 độ. 200 độ là 200 độ. Nhìn thế là đúng theo cái lý thuyết. Đó là đúng theo lý thuyết. Phải thiết kế nó an toàn như thế chứ bây giờ mà mình mất điện một cục cắn mà nó đóng kín thì mình đeo thôi. Nếu như mà đóng kín rồi thì hồ sẽ điều khiển không đúng. Nếu mà mình thiết kế mình cũng làm đấy thật. Nếu như mà không có chút nào đổ được cái này là bây giờ là chờ nhiệt độ đúng không, phải lấy cái đây nhiệt độ bây giờ là 59 độ 3. Tắt điều hòa đấy. Đây mới là 59, không biết là bao nhiêu độ nó mới mở. Đang được bật đèn và đéo tắt được nữa. Tắt điều hòa đi. Tắt. Sao nó còn nhớ là quay hoài sao? Chắc chưa tắt điều hòa hay sao ấy. Anh em bảo bật. Hả? Anh em cũng bật. Bật qua gió chạy liên tục à? Đây nhiệt độ rồi. Nhiệt độ vẫn. Ôi nhiệt độ ở đây lấy con cảm biến số 2 à? Con cảm biến số 1 là con cảm biến số 1 là trên à? Water temple đây à? Báo nhỉ? Con đấy là cảm biến số 1 à? Cảm biến nhiệt độ nhiều nước là mát. Ờ nhưng mà nước làm mát, con này có hai con mà đây con này là con số 2 à? Đây là điện áp, đây là nhiệt độ thể hiện cùng một con này nhưng mà nó là giá trị khác nhau thôi. Đó là cái đấy có lên 50 con đi luôn rồi. Không, có cảm biến ở dưới lốc thân máy. Chắc con này ở trên nắp máy, water này trên thân máy à? Mà sao không bật điều hòa? À trên nắp máy à? Mà sao không bật điều hòa đâu, bật tại gì? Rồi tại hết. Ờ đi nhỉ. Các bạn nước là mát ở chung. Hả? Con water này là con trên nắp máy đúng không? Con thực tế thấy là cái điều hòa nhưng mà nó thế nào đó. Ờ máy ơi, con water này là con cảm biến số 1 đúng không? Water này này. Con này à? Ừ. Không biết rõ con trên hay con dưới. Hai con này là 1, con này là giá trị là vôn, con này là giá trị điện áp, con này là nhiệt độ. Tương ứng đúng không? Còn con water kia sở đâu là trên năm máy này. Tại bình thường những xe khác. Ừ,
còn hai mới là trên lốc chứ. Đúng rồi. Thì bình thường những xe khác là con water là con trên mặt máy hả? Mặt máy sẽ nóng hơn rồi đấy, đúng không? Trên mặt máy là sẽ đường nước nóng ở trên. Còn hoàn trên sẽ nóng hơn. Sau nhiệt độ lại càng ngày càng giảm đi là thế nào nhỉ? Vừa nãy 59 độ. Quạt chạy này. Rút ra không khỏi chạy. Tắt đi rồi. Buồn cười nhỉ, quạt chạy mà nước nó có tuần hoàn ra. Đó, anh tắt anh mời rút ra tuần hoàn ra. Đúng rồi. Mình cứ nghĩ là nó đang cắm. Đang nóng này. Có biết hoài. Cái sống bây giờ là cái sống đâu nó nóng mà. Nóng là cái ngoài. Nóng là cái ngoài, anh em mình giả lập bên ngoài. Còn bản thân trong xe là ta không cắm tắt điện. Thế cho nên là tắt điều hòa chưa? Tắt đi lổ lại. Tắt máy đi lổ lại bác. Sợ khi nào nó được kiểu như vang kia mà vang kia nó không chạy không? Đúng đấy. Đấy, quạt có chạy nữa đâu. Ôi, lại chạy. Có khi nào mình rút cái làn điện thì đào vào thì rút lấy hộp đèn thôi. Xem mình nổ lắm. Biết làm sao được, xem nó đang nổi. Nó biết làm sao được. Cái van này mình đang không biết là nó không biết rồi. Chết chờ cái lôi. Tắt video nhé.